À, bây giờ trời còn sớm đó. Trời còn sớm mà nhìn mấy cái bầu trời ở bên Pháp, ở Lộ Đức các bà con. Giờ hiện tại đang mùa hè. À, nhưng mà buổi sáng sớm á, gió cũng lạnh ấy bà con ha. À, mà giờ mùa hè đấy đó. Thì hôm qua mình đi Đức Kiều Đức Mẹ. À, đáng lẽ là đi ra ngoài đường này nhưng mà hôm qua trời mưa. Thì đã đi rước kiệu chung quanh cái nhà nguyện á, nhà nguyện lớn lắm mà con ơi. Thì ở đó có hình như Đức Giáo Hoàng có làm lễ ở đó nè. Thì cái nơi đó chứa từ cái tới mấy ngàn người ở trong cái chỗ đó. Rồi trời sáng quá, mình tính chụp hình Đức Mẹ đây cái mà. Cái đang cái này đang về hướng đông á, làm sáng quá không thấy hình Đức Mẹ đâu. Ok, rồi nhá bước cảnh sao Đức Mẹ đâu rồi, không thấy rồi. Rồi Đức Mẹ đây, Đức Mẹ đứng ở cái cây này cây. Rồi bye bye Đức Mẹ nha, giờ con đi ngồi xe bố xin nấu công chờ. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ trở lại cái đoạn đường vừa rồi mình đi á. Đáng lẽ là ngày hôm qua đó, ngày hôm qua cây sẽ rước đi ra ngoài này. Nhưng mà tại vì nó trời mưa đó thì đã không có thể rước được. Chỉ có rước ở trong cái khung cảnh chung quanh nhà thờ thôi. Nhà thờ họ làm lớn đó, họ có thể rước ở trong đó rất là thoải mái. Nhưng mà nó không có được cái khung cảnh tự nhiên giống đi ra ngoài. Cho nên mà ngày nào cũng có hết bà con. Ngày nào cũng có hết. Tại hôm nay người nào về, ngày khác đây. Ngày sau người khác lại tới. Thì ra cái lúc nào cũng tổ chức lễ rồi rước kiệu. Rồi chờ thánh thể. Ok, bây giờ bắt đầu chào tạm biệt Lộ Đức nha. Mình sẽ đi một cái chỗ mới để cái không gian ở chung quanh nha, ở chung quanh cái hang Lộ Đức nha. Thì hy vọng cái video nhỏ bé của mình á, mình quay lên vậy các bà con có thể thấy được, rồi có thể hình dung ra được cái chút xíu nào về khung cảnh Lộ Đức ở đây. Rồi giờ bắt đầu mình đi một cái này bên này nhóm nào đây mình không biết nè, mình hỏi thử coi. Cái này nhóm Việt Nam mà ở đâu vậy anh chị? Louisiana ở bên Mỹ bà con. Giờ mình đi về, bye bye. Vậy nhóm Louisiana tới bà con bên Mỹ, còn mình thì bên Úc Châu. Dắt cái giờ mình nhờ bye bye nha, bye bye bà con nha.